Hello mọi người, mà hôm nay thì chúng ta đang chuẩn bị tất cả để chuẩn bị làm MV, làm bán Free Fire. Thì hiện tại là mình đang ở khu vực gọi là cái trường quay anh em. Đấy, chúng ta có sự có mặt của Lưu Trung TV mất cực kỳ đẹp trai. Đó, bắt tay cả em rực rỡ nhỉ. Đó, thì anh em cũng có quen biết là mới gặp Lưu Trung ngày hôm qua, lần đầu tiên đây anh em. Lưu Trung có gì muốn nói thì anh em nói chuyện tâm sự này. Hello, chào tất cả mọi người nhá. Đó, thì mọi người đó, tình hình là sáng giờ là có mỗi mình đến muộn thôi anh em ơi. 9 giờ tôi mới đến, còn lại gần 10 giờ cơ. Còn Lưu Trung với lại mọi người chuẩn bị từ lúc 7 rưỡi các thứ, hình như 7 giờ đúng không em? Đó, rất là sớm. Đó, anh nghe đây, lên hình nhá. Ok. Vâng. Anh em bye. Kính thưa quý vị đại biểu, được quay quần anh nha. Ok, chắc chắn rồi anh. Nhưng mà anh tự nhảy lên chứ. Hello chào tất cả các bạn trên kênh của Sì Kẹo nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Sì Kẹo và cho cái video một like nếu các bạn cảm thấy like. Mình mới make up xong nhìn mình hơi ác một xíu nha các bạn. Đó. Không, cho mình thì không thể ác đâu. Mình qua thấy anh em trông giống kiểu BD anh em. Vàng này đó. Ui, Samsung đi hả anh, đồng hồ xịn đấy. Mình vừa soi được anh em ạ, tí mượn. Thì đây. Đây mọi người, ta sẽ tham quan trò một xíu. Tất cả đây là đều là đoàn bên Cadena, chắc là đoàn thuê anh em đi. Đó là chúng ta sẽ cái MV là nó Free Fire. Hello anh, ui. Đây tất cả mọi người đang chuẩn bị thôi. Đó. Ten. Đây là đoàn vũ công của chúng ta. Mọi người nhận ra hay không lão gió này? Nhà mọi người. Thân hình đẹp trai cười tươi nhá lão gió nhá. Ui rồi. Đây là Hải Đăng. Hello. Ui đẹp trai quá anh em ạ. Thế nhìn Lưu Trung cũng nhẹ nhẹ này. Thấy không? Lưu Trung này. Lưu Trung thì mặc hơi bị sai sai tí anh em ạ. Hello mọi người, đây là YouTuber Hải Đăng. Đó, hiện tại đang chuẩn bị phục trang để cho chúng ta có thể là lên đường chiến đấu. Đơn giản vậy thôi. Thế cứ để đồ gọn lên nữa không sao không sao. Bây giờ nhanh vào chụp poster. Chết, có mỗi em được ưu ái nhất chị ạ. Bao nhiêu vòng cái thứ. Mọi người mặc rất bình thường đấy. Là đổ hết mọi người em từ đầu đến chân. Hello. Đây là chị set up cho team chúng ta sẽ ghi hình ngày hôm nay. Và phải set up về phần phục trang, trang phục các thứ anh em. Đấy. Nghe thấy chưa? Đang chụp poster cho Hải Đăng. Super đẹp trai. Ừ. Đẹp trai thì mình cũng nhiều đấy yêu ấy. Rồi anh em thấy chưa? Sắp nét rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đang ở một cái nhà kho. Đó, đơn giản thôi. Ui, nằm ở trên này. Ui. Hello, Hùng Cam. Ui dồi ôi, anh Tống đây rồi. Em tính ngồi hóng xong rồi. Chắc là tí em action đấy. Hello mọi người. Hello mọi người lần nữa. Thì bây giờ là gần 12 giờ rồi. Và đoàn làm phim của chúng tôi thì vẫn đang làm MV cấp tốc, MV Free Fire. Tôi không dạo chó nữa thì đây. Nói chung là chắc là ngày hôm nay có một số anh em thì phải đến 2-3 giờ đêm mới được về. Đơn giản là bởi vì là đoàn quay phim tiến độ hơi chậm. Đó. Nói chung thì chắc là cũng lâu lâu mới về đấy. Ngoài ra thì đây quay cho anh em xem cái phòng. Đó. Nó là một cái nhà kho cũ. Để chơi anh em. Cho anh em xem thôi. Xem qua thế thôi. Chương trình là sắp có siêu phẩm mới và chắc chắn là mình sẽ reaction lại cái siêu phẩm này. Hello. Hello, hello. Xong kêu đổi kiểu, đổi mắt. Hello, anh Sang ơi. Anh Sang ơi. Lên hình nào. Tao bắn. Tao cơ sụp. Đừng. Còn mày có cái gì? Mày tao có trái tim. Nhưng tao có súng, tao có thể bắn được trái tim của mày. Trong túi có nổi 200 nghìn không? Mà đòi súng vậy chẳng không? Trong túi tao tuy không có nổi 200 nghìn, nhưng tao lại có khẩu AK. Bước 7, tao có 47 nghìn, tao bắn chết mày được đấy. Ê, lời, tao có 47 viên đạn, tao bắn xuyên tim mày được đấy.
Thôi em sợ anh ạ. Mùa chưa nghe thật ra là mình còn chả có đồng nào trong túi cả. Giới thiệu với mọi người. Đây là anh quay phim. Quay phim chính của chúng ta ngày hôm nay. Thôi sợ chó thôi. Cao bản anh em ạ. Cô gái này, xinh gái lên hình nào. Ủa sao hôm nay con không có gái sệt chim vậy?